Hello, chào mọi người nha. Hôm nay mình phát hiện mấy cái hang chuột cống mọi người ơi. Mình quyết định là mình đi đập bẫy mọi người. Giờ mình soi mấy cái hang chuột cho mọi người xem nha. Mình đặt rồi tối mình đi thăm. Có dính mình quay cho mọi người xem, buổi sáng mình chế biến luôn. Đây mọi người, cái hang đường nó đi nè mọi người. Hang nó chuột sâu trong đây nè. Đây, bên đây một hang nữa nha mọi người. Mình xài bằng mồi này nha mọi người. Mồi này là dừa giả. Mình lấy cái của nó rồi mình nướng lên nó khôn nha. Giờ mình tiến hành mình đập bẫy nha. Đây mọi người, mình đã móc mồi xong nha. Giờ mình tiến hành mình đặt nha. Rất là nguy hiểm mọi người. Tiếp theo là nó quấn luôn tại mình đặt tay luôn nha mọi người. Mọi người đặt bẫy này mọi người phải cẩn thận nha. Tay nào có mặt mình buộc dây lại cho nó tại mình nha. Đó. Đã xong một cái nha. Bên đây một cái nữa mình đã đặt xong nha mọi người. Đây coi cái đường nó chạy quá trời luôn mọi người. Nó bươi đất ra nè mọi người. Nào một mấy cái mê luôn. Rồi mình tiến hành đặt bên đây nữa nha. Cắm cây nó dính cục dây lại đừng cho nó chạy nha. Mình đặt theo cái bờ mương bên kia nha mọi người. Để mình đặt được 3 cái rồi nhưng mà mình xin ngắt máy tại đây nha. Tối đi thăm mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Giờ mình đã đặt xong 11 cái nha mọi người. Hy vọng là tối nay nó dính mình đi thăm mình quay cho mọi người xem nha. Bây giờ tối nha mọi người. Giờ mình đi thăm bẫy nha. Hy vọng là dính được vài con quay cho mọi người xem. Cái đầu tiên không dính mọi người ơi. Còn nguyên. Khó leo quá. Mình cái thứ hai nha mọi người. Dính một con mọi người ơi, dính một con đen thui bự chảng nha mọi người. Dính kìa. Quá trời, để mình đi kiếm cây gì mình bắt nó nha mọi người. Dính các bạn ơi. Quá trời luôn các bạn. Dính hai cái luôn. Quá đã. Con nhung mọi người ơi. Quá đã luôn. Trời ơi, quá mập luôn, quá béo luôn, con nhung, sướng mọi người, quá đã luôn,
Dính được có một con mấy người ơi. 11 cái mà dính có một con. Quá êm luôn. Quá đại người. Quá sướng, quá sướng. Trời ơi. Quá bự luôn mọi người. Con nhung. Dính ngay cái đầu luôn. Mình để hai cái gần nhau với một cái kẹp dính cái đuôi. Quá êm. Một con đủ vốn mọi người. Sướng mọi người. Quá phê, quá phê. Coi cái đằng đó này mọi người. Cắn một phát là lủng xương luôn. Thì mình gỡ nha mọi người. Các bạn, dính được một con. Trời ơi, quá trời con chuột luôn. Dính, nhờ dính ngay cái đầu á. Dính ngay cái chân nó là nó đi mất tiêu luôn. Con cống này nó mạnh lắm mọi người. Trời ơi, con nhum luôn. Lông đen xì luôn nè. Lông mướt luôn. Mướt rượt luôn nè mọi người. Quá đã luôn. Quá trời mập luôn. Chỉ được một con nói chung cũng được. Sáng đi thăm một lần nữa. Quá trời chuột luôn. Sạch trơn luôn mọi người. Đã không mọi người? Rồi mình đi thăm lần hai mình quay cho mọi người xem nha. Sáng mình đi thăm không có dính mọi người. Dính được có một con này mình không có quay cho mọi người xem. Mình đi thăm về mình gửi qua nè mọi người. Được một con chuột đồng mọi người. Cũng khá to mọi người. Mình đã sơ chế xong mọi người. Mình tẩm ướp gia vị nghệ xả. Mọi người coi cái đuôi nha mọi người. Trời. Kinh khủng. Giờ mình tiến hành mình sẽ làm món là chuột khìa nước dừa nha mọi người. Cho ăn vào nha. Nào dù nóng mình cho tỏi vô. Dù nóng cho tỏi vô nha. Mọi người ơi. Mình chiên chừng nào nó khô nước rồi mình bỏ nước dừa vô nha mọi người. Mình mới bỏ nước dừa vô mấy người. Hồi nãy mình lo nói chuyện cái mình quên bỏ nước dừa vô, mình không có quay cho mọi người xem. Mọi người thông cảm nha. Mình đúng chừng nào khô nước dừa thì mình để xuống mình là ăn được đó mọi người.
Rồi sắc nước nha các bạn. Là nó khô thì mình tiến hành để xuống. Quá khùng luôn mọi người ơi. Mình chia nước vừa làm chia cho nó khô nha. Khô nó sẽ vàng đỏ lên. Giờ chuột mình đã chín khô nước rồi mọi người, khô nước dừa. Mình tiến hành mình tắt bếp nha mọi người.